test cho anh em cái mũi hàn đồng nha mọi người nhé. Này, nhiệt độ này chỉ có 320 độ thôi. Cho anh em xem, test cho anh em xem này. Rất là bám thiếc luôn nha này. Cực kỳ bám thiếc. Này, mọi người nhìn này. Rất là sáng luôn nha, mà không đen đầu nhá. Hàn rất nhiệt, rất là nhẹ luôn. Cực phê anh em ạ. Bám cực kỳ luôn này. Đấy, bám rất ok luôn. Rất là lặng luôn mà nó không bị rơi thiếc chảy nhá. Ok anh em nhé.